Về phía Hội Mỹ thuật của Huế thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Đặng Hậu Tụ, đại diện của Hội Mỹ thuật Huế. Về phía Bảo tàng Mỹ thuật Huế, trung tâm nghệ thuật thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Hoài Trai là giám đốc bảo tàng ạ. Và toàn thể các quý vị văn nghệ sĩ từ Bắc vào Nam có mặt trong ngày hôm nay, kể cả ban tổ chức là đại diện của Murder Net Studio, dự án Symbiosis, và tất cả các không gian như Then Cafe, Le Brothers, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nói sơ qua về tuần lễ nổ cái bùm thì cái tên thì nó rất là lạ, và rất nhiều người hỏi là vì sao chúng tôi chọn cái tên này. Đó là bởi vì từ trước tới giờ ở Huế mọi thứ khá là yên ắng và đầm thắm, rất là truyền thống, và cũng mọi người ở Huế thì cũng rất là dịu dàng. Thì tự nhiên có một ngày thì hai nghệ sĩ từ Murder và Then Cafe mới và Net Studio mới khởi xướng cái chương trình là hay là mình làm một cái triển lãm nhóm đi, mình làm một cái gì đó cho các anh chị em nghệ sĩ đang sống tại Huế. Thì khi mà hai nghệ sĩ này lên tiếng thì cũng như là tất cả các cộng đồng nghệ thuật từ Bắc vào Nam, mọi người cũng như là sau cái mùa dịch Covid đó, mọi người buồn quá và cảm thấy là cần có một cái sự kích thích. Thì chúng tôi nhận được hơn 56 cái đơn xin triển lãm của các nghệ sĩ, mọi người đều muốn tham gia vào chương trình, và nghệ sĩ thì rất là thoải mái và chọn hết tất cả mọi người, không loại một ai cả. Trong vòng từ cuối năm ngoái, có nghĩa là khoảng ngưng dịch thì khoảng chừng tháng 2, thì tháng 4, đáng lý là tháng 4 là nổ cái bùm đã diễn ra ở Huế rồi. Tuy nhiên thì đến tháng 7 chúng tôi mới có thể thực hiện được chương trình này. Và phải nói là rất cảm ơn các lãnh đạo của thành phố cũng như là bảo tàng đã hết sức hỗ trợ cho những cái khởi đầu rất là khó khăn của chúng tôi, và những cái thiếu kinh nghiệm khi mà chúng tôi đã làm việc với lại tất cả các ban ngành đoàn thể, bởi vì đây hoàn toàn là một cái là dự án do nghệ sĩ khởi xướng, chứ không phải là một cái có một cái tập đoàn hay là một cái tổ chức nào đứng phía sau cả, cho nên là mọi người rất là ủng hộ. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta đã có đến ngày hôm nay, và thật sự là nếu như ai đã đi xem cái buổi art tour bằng xe điện của chúng tôi vào chiều nay thì sẽ thấy là một cái số lượng người khách tham quan cũng như là giới yêu nghệ thuật rất đông đến trường Đại học Nghệ thuật Huế cũng như là đến các không gian triển lãm, và đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Nhân đây thì chúng tôi cũng muốn cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, và đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của cô Tạ Thị Ngọc Thảo. Vâng, cô Thảo, cô là một trong những người đầu tiên đã đứng ra và hỗ trợ cho nổ cái bùm để làm chương trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Nhật Japan Foundation, và nhận được sự hỗ trợ của gia đình nghệ sĩ Lan Anh Lê Lan Anh, và còn rất nhiều những cái doanh nghiệp địa phương cũng như là những mạnh thường quân khác nữa, chủ yếu là đến từ Huế, và họ đều đồng lòng để giúp chúng tôi làm được chương trình này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Về chương trình thì chúng tôi có in ra một cái bản đồ. Mọi người có thể tìm thấy cái bản đồ trong cái bục ở bên này, và đến từng không gian thì sẽ có một cái sơ đồ để mọi người có thể xem và hiểu được ai là nghệ sĩ nào, làm cái gì và tác phẩm là như thế nào. Thì trên cái bản đồ đó sẽ có thông tin của toàn bộ chương trình diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 9 tháng 7. Và mọi người có thể theo dõi để mà đi những cái workshop nè, rồi open studio nói chuyện với nghệ sĩ cũng như là những buổi trò chuyện về nghệ thuật. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một trong những cái cú hích đầu tiên để về sau này thành phố Huế có thể làm thêm nhiều chương trình như thế này và hay hơn nữa. Để thứ nhất là kích thích du lịch, thứ hai cái ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là cho cộng đồng nghệ sĩ địa phương và người dân địa phương. Và xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều. Dạ thì chung là nói cũng ngắn gọn thôi, chủ yếu mọi người có thể ăn uống rồi. Xin mời mọi người vào trong khu triển lãm để sẽ bắt đầu xem và cùng nghe nhạc. À, chúng tôi sẽ có hai người chơi nhạc rất là hay ở đây, là bạn Linh Hà. Linh Hà nói tiêu rồi.
chơi rồi lát nữa bạn đến mạng sẽ chơi nhạc ạ. Buổi tiệc này chúng ta sẽ diễn ra hôm đêm, mọi người muốn lúc nào cũng được. Yeah.